Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Quyển 12 Phẩm 6 Bồ Tát Vô Ngôn. Lúc Đức Phật và đại chúng ở cõi báu đó, tại nhà của tướng quân sư tử trong thành Vương Xá sinh một người con. Khi đứa bé chào đời, chư thiên nơi hư không đều nói: đồng tử nên niệm pháp, tư duy về pháp, không nên nói chuyện thế gian, thường giảng pháp xuất thế, nên giữ gìn thận trọng trong ngôn ngữ, không nên giác quán việc đời, con nương nơi nghĩa lý, chớ chấp vào văn tự. Nghe lời đó, đứa bé không khóc như các em bé bình thường. Suốt 7 ngày đứa bé luôn vui vẻ, ai thấy cũng thích ngắm. Bây giờ có kẻ nói với cha mẹ, đứa trẻ này chẳng lành, không nên nuôi. Vì sao? Vì không nói. Cha mẹ đứa trẻ đáp, đứa trẻ tuy không nói nhưng đủ các căn, nên đứa trẻ này có đủ phước đức, không phải là kẻ chẳng lành ít phước. Do đó, đứa bé được đặt tên là Vô Ngôn. Thời gian trôi qua, đứa bé lớn dần như một đứa trẻ 8 tuổi, đi đến đâu mọi người đều thích ngắm, bất cứ nơi nào có tuyết giảng, đứa bé đều đến nghe, không nói lời nào. Lúc đó nhờ thần lực Phật, đồng tử Vô Ngôn cùng cha mẹ tôn tộc đi đến quả báu, tới nơi gặp Phật vui mừng kính lễ, đi quanh bên phải ba vòng, chắp tay đứng vào một bên. Bồ Tát đến từ 10 phương đều vui mừng. Khi ấy tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật: Thế Tôn, con của tướng quân sư tử, đủ các căn nhưng lại không nói, đó là do nghiệp ác gì? Phật nói: Xá Lợi Phất, ông không nên nói lời xem thường đồng tử. Vì sao? Vì đó là Đại Bồ Tát, đã từng trong các lành nơi vô số Phật khắp 10 phương, không thoái đạo Bồ Đề. Lúc đứa bé chào đời, các chư thiên đến khuyên rằng, lành thay đồng tử, nên niệm chánh pháp, tư duy chánh pháp, không nên nói chuyện thế gian, nên nói pháp xuất thế. Thần trọng không nói năng, không giác quán việc đời, nương nơi nghĩa lý, không chấp vào văn tự. Xá Lợi Phất nghe lời chư thiên, đứa bé không nói, im lặng tư duy đạt bốn thiền. Xá Lợi Phất, Bồ Tát Vô Ngôn, hiện thân đó tức có thể điều phục độ thoát vô số chúng sinh, vì vậy im lặng không nói năng. Xá Lợi Phất, kinh Đại Tập mà Gia Lai đang giảng, Bồ Tát Vô Ngôn này có thể đem lại lợi ích cho vô số chúng sinh. Lúc đó, Bồ Tát Vô Ngôn dùng sức thệ nguyện và sức thần thông khiến cho các chúng trời rồng, Dạ Xoa, Ca Thất Bà, Atula, Kalola, Khẩn Đa La, Ma Hồ, La Già, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đều thấy trong hoa sen ta bằng bánh xe trong bàn tay phải của mình. Hoa ấy tươi đẹp, ai cũng thích nhìn. Trên mỗi cánh hoa đều có một Bồ Tát an tọa, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Hiện thần thông xong, Bồ Tát Vô Ngôn cúi đầu chắp tay thưa: Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Phật Đà. Tất cả các Bồ Tát ở trên cánh sen đều thưa: Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Phật Đà. Khi lời này phát ra, tam thiên đại thiên cõi nước đều chấn động sáu cách. Chư thiên trong hư không rải hoa thơm trỗi nhạc cúng dường Phật. Giới thần lực Phật và nguyện lực của mình, Bồ Tát Vô Ngôn cùng Bồ Tát kia bay lên hư không cao 7 cây đa la, hướng về Phật nói kệ: Như Lai không sắc thì hiện sắc, mà không tham đắm trong các sắc, chúng sinh an nhập pháp của Phật. Làm sao biết được sắc chân thật? Trong tụ vi sắc có Như Lai, cũng không lìa sắc mà có Phật. Như Lai đã lìa chấp các sắc, thường do chúng sinh nên hiện sắc. Thế Tôn vì thương các chúng sinh, dùng các tướng tốt trang nghiêm sắc, thật không sắc tướng gì chúng dạy. Vì thế Như Lai khó nghĩ bàn. Chánh pháp Như Lai không văn tự, đã không văn tự nào có tiếng, không có văn tự không giảng nói, tham diệu tịch tịnh không giác quán, chư Phật trước ở cội Bồ Đề, các pháp tỏa biết cũng chứng dậy, pháp đó không chữ không âm thanh, không có tạo tác không thuyết giảng. Tất cả các pháp không hình tướng, sao lìa tất cả mọi hình tướng, hết thảy các pháp đã không tướng, làm sao Như Lai giảng thuyết pháp? Như Lai trọn vẹn đại từ bi, vì thế thương yêu làm lợi ích. Pháp không thể nói, nhưng lại nói, đã biết đích thực không thể nói, Như Lai thật biết không thể nói, có biết âm thanh tán vắng lặng, biết rõ chân thật tất cả nghĩa, vì thế Phật là đấng chân giác, các pháp nêu dạy là Thế Đế, Như Lai thật sự biết rõ đó, Thế Đế không sinh, không có tánh, không thể tạo tác không thời gian, chân thật không có sắc tướng, vì thương thì hiện các loại sắc, biết pháp không pháp, đấng vô thượng, vì mọi chúng sinh nên giảng thuyết. Lúc mới chào đời, nghe trời dạy, vì thế im lặng không nói năng,
chuyên tâm niệm pháp tư duy pháp, do vậy không thấy sắc và thanh. Những ai thâm nhập pháp giới màu sẽ không còn thấy sắc và thanh, đoạn trừ tất cả nghiệp của tâm, là xa lìa được mọi khẩu nghiệp. Không lời để nói là lời ấy, tuy có nói năng chẳng có lời. Lời cũng không tạo cũng không nói, ngôn ngữ bản tánh vốn tịch tỉnh. Đà nay chuyên tâm niệm Bồ Đề, chí tâm tu tập đạo chánh giác. Nay ta dạ nói lời vô thượng, nhất định thành tựu đạo chân thật. Tâm không tụ đắc đạo Bồ Đề, khẩu và nghiệp khẩu không tụ đắc. Bồ Đề vô thượng chính là không, bản tánh xưa nay luôn gián lặng. Như tánh Bồ Đề tiếng cũng thế, không thấy không chấp tánh các pháp. Tiếng nói của ta không thể hay, Bồ Đề cầu học cũng như vậy. Vì pháp Bồ Đề nên tu tập, hành tu cũng chẳng có nơi hành. Hành tu đã không nơi tạo tác, vì thế Bồ Tát xứ phi xứ, sáu pháp ba la mật như Bồ Đề. Tất cả pháp lành cũng như thế, hết thảy ngôn ngữ không ngôn ngữ, không có ngôn ngữ lại diễn thuyết. Người bàn tiếng nói thật vi diệu, người thấy và cả vật được thấy, tất cả đều là đạo Bồ Đề, hết thảy đều không thể phân biệt. Nếu có thể nói về bố thí, theo tánh Bồ Đề cũng nói được. Theo tánh Bồ Đề tự hư không, tất cả âm thanh cũng như vậy. Người nào thông đạt biết chân thật, nhờ thế chỉ nói tất cả pháp, biết rõ âm thanh không nơi chốn, đó là thật tướng của Bồ Đề, trừ bỏ mọi nghiệp thân khẩu ý, hết thảy phiền não cũng như thế, đó là tất cả ba la mật, thật tánh các pháp Như Lai dạy. Bồ thí không ở trong Bồ Đề, Bồ Đề cũng không trong bố thí, hai pháp như thế là âm thanh, không có nơi dừng, không nơi đến. Người nào thật biết các pháp đó, đích thị Bồ Tát Đại Tự Tại, ban cho tất cả không kiêu mạn, là đại thí chủ không ai hơn. Hộ trì giới cấm là âm thanh, không có hình sắc không nơi đến, các pháp xưa nay không sinh diệt, đó là giữ giới không ai hơn. Giới cấm như thế không tạo tác, không có các nghiệp thân khẩu ý. Đã không sinh diệt không tạo tác, làm sao nói là các giới cấm? Vì để truyền bá nên thuyết giảng, tạm gọi tên là các giới cấm. Như các giới cấm tiếng cũng dạy, hai pháp tịch tỉnh không lậu hoặc. Vì thương giảng dạy các giới cấm, lại nói vô số pháp trang nghiêm, âm thanh vốn không tướng trang nghiêm, chân thật rõ biết không sở hữu. Thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp, hồi hướng giới này về Bồ Đề. Giới cấm âm thanh và Bồ Đề, tất cả các pháp tự hư không. Nếu ai tỏ biết được như thế, là thực hành giới và hành xứ sẽ được thành tựu nơi giải thoát. Nơi đó sâu xa không thấy biết. Âm thanh dạng nhẫn tức là không. Tánh không, không xứ, không tạo tác. Nhỏ nhục già không hai pháp này. Không hề sai khác tựa hư không. Âm thanh nhẫn nhục không do sắc. Không thể nhìn thấy không nơi chốn. Người nào tu tập tâm bình đẳng, đó là tướng thật của nhẫn nhục. Nhẫn nhục tuy diệt từng tâm niệm, nhưng luôn cùng hành với sắc thân, tất cả phân tự đều vô lậu. Chúng sinh tạm đặt là nhẫn nhục, người nào đều phục thân khẩu ý, đó là nhẫn nhục không ai hơn. Người nào thành tựu hạnh nhẫn nhục, cũng là đạt nhẫn không ai hơn. Chúng sinh đập nát thân này ra, từng đốt từng khúc như cây rừng, cây vừng, quán thân tựa như cây cỏ khô. Đó là hạnh nhẫn của thân nghiệp. Khi bị mắng nhiếc rất thậm tệ, tâm không lay động an trụ pháp, quán sát âm thanh tựa hư không, đó là hạnh nhẫn của khẩu nghiệp. Thông đạt tất cả nhân phiền não, đoạn trừ hết thảy mọi phiền não, đó là hạnh nhẫn của ý nghiệp. Không bị ô nhiễm nơi phiền não, nhẫn nhục tức là tánh Bồ Đề, nghiệp thân khẩu ý cũng như vậy. Hồi hướng tất cả về Bồ Đề, sẽ đạt Bồ Đề pháp tối thượng. Chúng sinh tu tập hạnh tinh tấn, bậc thượng trung hạ và thô tế, trải vô số kiếp luôn tu tập. Không trụ thủ đắc, không đốt đáo. Đã không chứng đạt pháp tinh tấn, Bồ Đề làm sao có thể đạt? Nếu không thành tựu tất cả pháp, đó là tinh tấn không gì hơn. Người nào thực hành pháp tinh tấn, không tăng, không giảm tự hư không, người đó chính là Đại Bồ Tát, thực hành tinh tấn không lo sợ. Tất cả pháp thiện không tu tập, không có tạo tác không nơi đến. Tự duy tất cả các pháp đó, thành tựu pháp thiện ba la mật. Trừ bỏ hết thảy sắc xấu ác, nghiệp ác thân khẩu cũng như thế. Tiêu trừ tất cả mọi phiền não, đó là thật thiền ba la mật. Quan sát thật tánh của tâm mình, không thấy có trong tất cả pháp. Không phân biệt tâm, trừ diệt tâm.
đó là thật thiền ba la mật, quán sát tâm mình và bồ đề. Đó là thật thấy không gì hơn, người nào thành tựu thấy chân thật, dễ dàng chứng đạt pháp bồ đề. Hiểu biết chân thật không văn tự, tất cả các pháp không sinh diệt, người nào quán sát thật biết thế, được gọi là bậc đại trí tuệ. Tuy là thuyết giảng bằng trí tuệ không ở trong tiếng nói, biết rõ trong tiếng không có tiếng, đó là thật tánh của trí tuệ. Các pháp không trụ ở kia đây, ở giữa cũng không nơi dừng trụ, tất cả các pháp không nơi trụ, đó là trí tuệ thật tối thượng. Không có văn tự, không nơi hành, không có tướng mạo, không có tánh, cũng không hai tướng lấy và bỏ, đó là trí tuệ thật tối thượng. Quán sát tất cả ba la mật, tánh vốn bình đẳng từ hư không, đó được gọi là không bình đẳng. Quán sát mọi pháp đều bình đẳng, tất cả các pháp đã bình đẳng. Hết thảy chúng sinh cũng như thế, bình đẳng quán sát chư Như Lai, trí tuệ đạt được không bình đẳng. Các vị Bồ Tát bậc trụ trí, quán sát tất cả các pháp ấy, chứng đạt quả Bồ Đề vô thượng là pháp chư Phật đã thành tựu. Lúc Bồ Tát Vô Ngôn nói có kệ này, một phạt 2000 đã cho tha chúng sinh phát tâm Bồ Đề vô thượng. Sáu dạng Bồ Tát đạt nhẫn vô sinh. Các Bồ Tát ngồi trên cánh sen đều đợi chỗ ngồi, cúi lạy Phật, cùng kính cúng dường hoa sen đẹp lên Bồ Tát Vô Ngôn, đều nói: chúng tôi biết ơn, nên đền ơn. Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: Thế Tôn, vì sao các Bồ Tát nói như vậy? Phật nói: Xá Lợi Phất, các Bồ Tát đó đều nhờ Bồ Tát Vô Ngôn mà phát tâm Bồ Đề. Giờ lại nhờ Bồ Tát Vô Ngôn mà nghe kinh đại tập này, nhìn được gặp, cúng dường ta. Khi đó Bồ Tát Vô Ngôn thưa Phật: Thế Tôn, còn có nghi vấn xin Như Lai cho phép. Phật nói: Tiện nam, hãy thưa hỏi. Như Lai sẽ giảng nói. Tôn giả Xá Lợi Phất liền thưa Bồ Tát Vô Ngôn: Nhân giả đã không ngôn ngữ, làm sao có nghi vấn? Đại đức, tất cả các pháp đều không ngôn thuyết, không văn tự. Vì sao? Vì tánh của hết thảy mọi loài là không ngôn ngữ. Vì giác quán nên có nói năng. Nếu không giác quán thì không nói năng, không văn tự. Đại đức, trong giác quán không chữ, không tiếng. Ngoài giác quán cũng không chữ, không tiếng. Thể của giác quán không phải là giác quán. Tôi nêu văn tự cũng không giác quán. Từ giác quán tôi có công đức lớn. Quán sát pháp sâu xa ấy là 12 nhân duyên. Đã do duyên sinh, tức là vắng lặng, không tướng định, như thế là thật biết tánh pháp. Đại đức, các pháp đều do nhân duyên hòa hợp. Song trong tự sự hòa hợp không có tạo tác, sinh xuất. Vì thế các pháp không có âm thanh, chủ tâm, giác quán, không giác quán. Vì sao? Vì nhân duyên điển đảo, nên có xuất diệt. Vì thế nếu có hỏi, có nghe, có giải thoát thì không hợp không tan, một tướng không tướng. Đại đức, hỏi là đại bi. Tôi có đại bi nên hỏi Phật. Đó là hỏi bằng bi, không phải hỏi bằng lời. Hỏi bằng lời thuộc thanh văn, vì chấp âm thanh nên gọi là thanh văn. Tâm bi của Bồ Tát rộng lớn nên không hỏi bằng lời. Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: Thiện nam, tánh của các pháp không có tướng định, tánh của chúng sinh cũng thế. Đã không tướng định, Bồ Tát tu bi vì ai? Đại đức, nếu chúng sinh có tánh cố định thì Bồ Tát không tu bi, tất cả chúng sinh thật không có chúng sinh. Vì điên đạo nên nghĩ là chúng sinh. Vì thế Bồ Tát tu bi, vì trừ điên đạo nên giảng rõ, nên giảng vô ngã. Đại đức, Đại Bồ Tát không vì đoạn sinh tử thuyết chánh pháp, không vì trừ ngã chúng sinh thọ mạng xì phu mà tu bi, thuyết giảng chánh pháp. Vì thật biết pháp giới sâu xa nên thuyết giảng chánh pháp. Pháp giới chân thật là không, vô tướng, vô nguyện. Tôn giả Xá Lợi Phất khen: hay thay thiện nam, tôi cũng thật biết như thế. Hỏi là để thử trí ông thôi, để tăng trưởng pháp Phật, tạo lợi ích cho chúng sinh. Lúc đó Bồ Tát Vô Ngôn thưa Phật: Thế Tôn, trong kinh dạy có hai nhân duyên, nghe tiếng và khéo tư duy, sinh khởi chánh kiến. Xin Phật thương xót giảng rộng cho các Bồ Tát. Phật nói: Thiện nam, hãy lắng nghe, Như Lai sẽ phân tích rõ. Thiện nam, vì tâm Bồ Đề mà nghe pháp là thanh văn. Chuyên tâm niệm nhớ tâm Bồ Đề là khéo tư duy. Quán tâm Bồ Đề là chánh kiến. Lại nữa, thiện nam, vì đạo Bồ Đề nghe pháp là nghe tiếng. Không xa lìa đạo là khéo tư duy.
an trụ đúng pháp là chánh kiến. Vì đều phục tâm mà nghe pháp là nghe thấy, trừ tâm ác là khéo tư duy, đạt tâm lành là chánh kiến. Như trang nghiêm pháp lành mà nghe pháp là nghe tiếng, tu tập trang nghiêm là khéo tư duy, nguyện hướng bồ đề là chánh kiến. Nghe pháp lành là nghe tiếng, tăng trưởng pháp lành là khéo tư duy, nguyện hướng bồ đề là chánh kiến. Nghe bố thí là nghe tiếng, bố thí tất cả là khéo tư duy, không cầu quả báo là chánh kiến. Nghe giới là nghe tiếng, chuyên tâm giữ giới là khéo tư duy, nguyện hồi hướng bồ đề là chánh kiến. Nghe pháp nhẫn là nghe tiếng, không báo thù là khéo tư duy, nguyện hướng bồ đề là chánh kiến. Nghe pháp tinh tấn là nghe tiếng, trừ lười biếng là khéo tư duy, nguyện hồi hướng bồ đề là chánh kiến. Nghe pháp tam muội là nghe tiếng, làm thanh tịnh thân tâm là khéo tư duy, nguyện hướng bồ đề là chánh kiến. Nghe trí tuệ là nghe tiếng, quán sát đúng là khéo tư duy, nguyện hướng bồ đề là chánh kiến. Nghe bốn nhiếp pháp là nghe tiếng, bảo vệ chúng sinh là khéo tư duy, biết pháp đó không lấy, không làm, rỗng lặng, không sở hữu là chánh kiến. Nghe pháp năm thông là nghe tiếng, thân tâm nhẹ nhàng là khéo tư duy, nguyện hướng bồ đề là chánh kiến. Nghe bốn vô ngại là nghe tiếng, tu tập vô ngại là khéo tư duy, nguyện hướng bồ đề là chánh kiến. Nghe bốn pháp y là nghe tiếng, siêng năng tu tập là khéo tư duy, nguyện hướng bồ đề là chánh kiến. Nghe 37 phẩm trời đạo là nghe tiếng, diện dạng bốn niệm là bốn pháp niệm xứ. Nói về cả lìa xả lìa là bốn chánh cần. Nói về định tụ là bốn như ý. Nói về vô sở ý là các căn. Nói về không thể hoại là các lực. Trừ phiền não là bảy giác phần. Thật biết pháp là tám chánh đạo. Đó là khéo tư duy không chấp thường đoạn. Nguyện hướng bồ đề là chánh kiến. Nghe pháp bốn đế là nghe tiếng. Biết khổ trừ tập chứng diệt tu đạo là khéo tư duy. Tại các pháp sinh diệt là chánh kiến. Nghe ba giải thoát là nghe tiếng. Tinh tam muội không cho tướng. Không, không sợ tướng không. Không nghi, do nguyện là khéo tư duy. Nguyện hướng bồ đề là chánh kiến. Tu tha muội không, địa phục tâm, thấy rõ. Tu tập vô tướng, trừ giác quán. Tu tập vô nguyện. Nguyện vào, các cõi là chánh kiến. Nghe pháp phát tâm là nghe tiếng. Tu đạo bồ đề là khéo tư duy. Tâm không thoái chuyển là chánh kiến. Gặp thiện tri thức là nghe tiếng. Cúng dường cần củi là khéo tư duy. Nghe lời dạy là chánh kiến. Nghe pháp giới là nghe tiếng. Quán pháp giới là khéo tư duy. An trụ đúng pháp là chánh kiến. Gặp Phật là nghe tiếng. Niệm Bồ Tát là khéo tư duy. Đạt đạo cứu cánh là chánh kiến. Nghe 84.000 pháp là nghe tiếng. Quán hành xứ của chúng sinh là khéo tư duy. Điều phục 84.000 căn là chánh kiến. Thì nam, tư duyên sinh pháp lành là nghe tiếng. Không bỏ nhân duyên thiện là khéo tư duy. Nguyện hồi hướng bồ đề là chánh kiến. Thì nam, hai pháp đó không sai khác lại khéo tư duy và chánh kiến. Vì sao? Vì tất cả các pháp bình đẳng không hai là khéo tư duy. Quán sát bình đẳng là chánh kiến. Không tăng không giảm là chánh kiến. Không lấy bỏ, không làm và người làm. Không giác quán. Không niệm nơi nhận, không tạo tác, không suy nghĩ. Không một hai là chánh kiến. Một môn, một vị, một thừa, một hạnh. Không khởi phiền não, kiêu mạn. Không nghe nói sạch nhờ tánh pháp giới. Không thể phân biệt như như bất động. Ba đời bình đẳng, không ngã, sở hữu ngã, không chúng sinh, thọ mạng, sĩ phu, không âm thanh phân tự, không thể nói, không hay biết. Trong các pháp đủ tâm biết đủ, trừ các tướng. Không chui buồn, giác quán, không nhà cửa, không Phật, không tướng Phật. Nhập định quán pháp giới sâu xa đó là khéo tư duy, xuất định dạy cho chúng sinh biết rõ là chánh kiến. Lúc nêu giảng pháp này có 10.000 Bồ Tát là chánh kiến. Khi ấy tôn giả Xá Lợi Phất thưa Bồ Tát Vô Ngôn: Thì nam, nghe pháp ở đâu mà đạt chánh kiến? Bồ Tát Vô Ngôn đáp: Đại đức, tôi nghe pháp ở vị đạt tâm bồ đề không thấy quá khứ, vị lai hiện tại, nên đạt chánh kiến. Quán ba đời như các pháp đều bình đẳng, không giác quán các pháp, tâm không trụ hữu vi vô chi, không thấy tướng chúng sinh. Tu khổ hạnh vì chúng sinh, trừ hai tướng chúng sinh và tâm, trừ hai chấp biệt tánh của pháp. Không có không, hiểu rõ pháp sâu xa của Phật, không tự cao cho mình là người biết. Lại đức, tôi nghe pháp ở người đó không giảng một chữ, nhưng tất cả đều thích nghe, biết pháp thật không thể nói.
và chúng sinh nên giảng, vào đời nhưng không nhiễm tu hành rốt ráo, nhưng không ai biết có tu hay không tu, an trụ nơi tánh pháp và tánh chúng sinh, không phân biệt, quán tánh chúng sinh, pháp là không đều bình đẳng. Đoạn nghe pháp từ người đó không ngồi nơi quả bồ đề, không đi đứng nằm ngồi, không ngủ thức, nhưng đạt bồ đề, không đạt mà đạt nên không có tướng đạt. Đại đức, chánh pháp không có ánh sáng, không có ánh sáng nên không có nơi chốn. Không có nơi chốn nên không thân, không thân là không sợ là không xuất là không sinh, không sinh là không diệt là không chấp nên không động, không động nên không biến đổi, không biến đổi nên không tối tâm, không tối tâm nên không giác quán, không giác quán nên không có đời. Không đời là không vật chứa không là không tham. Không tham là tánh tịnh nên không hợp phiền não. Không hợp phiền não là không điên đảo. Cứ thế suy dần. Không điên đảo là bình đẳng, chân thật, không sinh diệt. Do nhân truyền, không đến đây, không cảnh giới. Không cố nghĩa, không hư chối, không nghe, không làm, không trụ, không văn tự, không tướng. Vượt qua tâm ý thức. Tịch tỉnh. Không nóng, không sân, rốt ráo, không có niết bàn, đó là pháp. Đại đức chánh kiến không thấy thân, thân hành, bệnh hành, không thấy nơi thấy. Không sinh tham chấp, không giác, không quán, đó là chánh kiến, nơi chánh kiến của pháp Phật. Lại nữa đại đức, quán vô minh ái, giải thoát, không sai khác là chánh kiến, không chấp thủ là chánh kiến. Đại đức quán tham sân si và không, vô tướng, vô nguyện, bình đẳng, không hai. Không thấy nơi tướng, thấy tướng của không tướng là chánh kiến. Không quán một hai, tất cả pháp là thánh chánh kiến. Đại đức quán ta và chúng sinh bình đẳng nên Như Lai bình đẳng. Như Lai bình đẳng nên Pháp Phật bình đẳng nên thánh chúng bình đẳng. Thánh chúng bình đẳng nên tâm đại từ bình đẳng. Tâm đại từ bình đẳng nên hư không bình đẳng. Do chẳng trụ nó trụ, đó là thánh chánh kiến. Đại đức như tất cả pháp âm thanh cũng vậy, đó là thánh chánh kiến. Đại đức thánh chánh kiến không sinh xuất, đã không sinh xuất nên biết nghe pháp từ ai. Tôn giả Xá Lợi Phất nói, như tôi biết ý của hiền giả thì tất cả pháp là không thể nói năng. Đại đức, đúng thế, đúng thế. Tất cả các pháp là không ngôn ngữ. Thì Nam, nếu nói Như Lai thành tựu công đức, thì chưa tội gì. Đại đức, nếu nói như vậy, nên biết người ấy có lỗi lầm lớn. Vì sao? Vì công đức của Như Lai là không quyết định. Vì sao? Vì không phước, không tội là Như Lai. Nếu thấy công đức Như Lai là thấy dục. Dục hữu là dục lớn, là lỗi lầm. Thì Nam, thế nào là không tội lỗi? Đại đức, như đại thứ năm, tình thứ bảy, giới thứ 19. Không xuất nhập sinh diệt, không tạo tác, không tâm ý thức là không lỗi lầm. Nếu có thấy biết, xa lìa tu chứng là tội lỗi, thì các cõi là tội lỗi, không thấy các cõi là không tội lỗi. Khi ấy Phật khen ngợi Bồ Tát Vô Ngôn, hay thay, thị nam, lời ông nói là khéo giảng nói. Lúc nêu giảng pháp này có 12.000 Bồ Tát đạt pháp nhẫn vô sinh. Bồ Tát Vô Ngôn thưa Phật, Thế Tôn, Phật dạy Bồ Tát có 4 lực, tính tấn niệm tuệ. Xin Phật giảng rõ. Phật nói, thì nam hãy lắng nghe, Như Lai sẽ giảng. Thì nam Bồ Tát thuận tin hiểu rõ, không nghi chánh pháp là tính lực, siêng năng giúp cầu pháp Phật, không nghi ngờ là tấn lực. Bồ Tát cầu đạt pháp lành, không mất tâm bồ đề, hồi hướng căn lành, nên bồ đề là niệm lực. Bồ Tát tự tư duy, không nghe lời kẻ khác, hiểu rõ tánh pháp là tuệ lực. Thì nam tin tưởng gần gũi thánh nhân là tính lực, cúng dường thánh nhân là tấn lực, chuyên tâm nghe học là niệm lực, an trụ đúng pháp là tuệ lực. Thì nam tin nghiệp quả là tính lực, không làm ác là tấn lực, nghiệp lành quá khứ tăng trưởng trong hiện tại là niệm lực, biết các pháp có nhân quả là tuệ lực. Thì nam tin pháp không thể nói là tính lực, điều phục tâm là tấn lực, chuyên tâm là niệm lực, quán pháp như huyễn là tuệ lực. Thì nam thấy pháp không là tính lực, đoạn tà chấp là tấn lực, quán trong ngoài tịch tỉnh không mà không sợ là niệm lực,
quán biết đệ nhất nghĩa không là tuệ lực. Thiện nam, quán vô tướng vô nguyện là tánh lực. Diễn giải cho người là tấn lực, chuyên tâm quán sát là niệm lực, biết pháp không thể giải thuyết là tuệ lực. Thiện nam, bố thí tất cả không còn quả báo là tánh lực. Luôn bố thí không tiếc là tấn lực, lúc bố thí chuyên tâm niệm bồ đề, nguyện hồi hướng là niệm lực. Không quán vật cho người cho, quả báo là tuệ lực. Thiện nam, giữ gìn tịnh giới không cần quả báo là tánh lực, không phiền não không hay giới cấm là tấn lực. Chuyên tâm giữ giới, hồi hướng bồ đề là niệm lực. Quán thân khẩu ý như trăng dưới nước là sóng nắng, là tiếng vang là tuệ lực. Thiện nam, hành pháp nhẫn nhục không còn quả báo là tánh lực. Nhẫn nhục dù bị đánh mắng là tấn lực, nhờ nhẫn nhục tu tập từ bi, không buông lung, nguyện hồi hướng bồ đề là niệm lực. Quán thân khẩu ý đều không có gì để nhẫn là tuệ lực. Thiện nam, biết nhờ tinh tấn mà đạt bồ đề cho thượng, không phải cho lười biếng là tánh lực. Địa phục tất cả chúng sinh, hộ trì, tọa học chánh pháp, cung cấp cho tất cả chúng sinh, làm thanh tịnh cõi Phật là tấn lực, giúp chúng sinh bỏ lười biếng. Siêng tu, nguyện hồi hướng bồ đề là niệm lực. Siêng năng tu tập không thêm không bớt là tuệ lực. Thiện nam, thích tịch tỉnh, không nói chuyện thế gian là tánh lực. An trụ tịch tỉnh, đặt bốn thiền và tám giải thoát là tấn lực. Không thoái chuyển thiền định là niệm lực. Quán thiền định là vô thường, khổ, vô ngã là tuệ lực. Thiện nam, nghe và tin tưởng, không nghi ngờ, 37 phẩm trợ đạo là tánh lực. Giảng dạy cho chúng sinh là tấn lực. Khéo suy xét là niệm lực, an trụ đúng pháp là tuệ lực. Thiện nam, tu tập tâm từ về chúng sinh là tánh lực. Thương yêu chúng sinh, giúp chúng thoát khổ là tấn lực, quán xong pháp. Tâm vui mừng là niệm lực, bình đẳng trước oán thân, tu tập tâm sẽ là tuệ lực. Thiện nam, quán sát thân này được hình thành do vô số pháp ác, mê hoặc phàm phu, như tượng huyễn là tánh lực, lúc chịu khổ chết, chuyên tâm niệm tam bảo, không tiếc thân mạng là tánh lực, không khởi các tâm, ác thanh văn, bích chi Phật, tham sân si, ganh ghét, tiếc hủy giới là niệm lực, quán sát phân biệt pháp giới, quán trí vô ngại, biết rõ quá khứ, vị lai hiện tại là tuệ lực. Thiện nam, hỷ là tính, không thoái chuyển là tấn, không hoặc loạn là niệm, rõ biết là tuệ. Thiện nam, từ sức tinh nên làm mọi việc, nhờ tinh tấn nên mọi việc được viên mãn, nhờ sức niệm nên không sơ xuất, nhờ tuệ lực nên giảng đúng pháp. Thiện nam, quán lưỡi nghi là tính, trường nghi là tấn, không còn nghi là niệm, thuyết giảng trường nghi là tuệ. Thiện nam, tin pháp Phật là tánh, tu hành cầu bồ đề là tấn, đạt thuận nhẫn là niệm, đạt nhẫn vô sinh là tuệ. Thiện nam, tính căn tính lực không sai khác, tấn căn tấn lực, niệm căn niệm lực, tuệ căn tuệ lực cũng thế. Lúc nào giảng pháp này có 100.000 bồ tát địa đạt địa nhẫn vô sinh, 42.000 chúng sinh phát tâm bồ đề vô thượng, bây giờ bồ tát Liên Hoa thưa với bồ tát Vô Ngôn: Thiện nam, điều ông hỏi Phật đã giải thích rõ, ông có vui không? Bồ Tát Vô Ngôn đáp: Thiện nam, tôi không hỏi, không nghe một pháp nào, làm sao vui? Bồ Tát Liên Hoa hỏi: Thiện nam, ông không nghe Phật giảng pháp sao? Bồ Tát Vô Ngôn đáp: Chư Phật Như Lai đều không giảng thuyết, làm sao tôi nghe? Vì sao? Vì tôi không phải là pháp khí. Bồ Tát Liên Hoa hỏi: Ông hay nêu không phải là pháp khí, thì những gì là pháp khí? Bồ Tát Vô Ngôn đáp: Thiện nam, thân tôi hiện nay hãy còn chẳng phải là pháp khí, huống hồ lại là các vật khác. Bồ Tát Liên Hoa nói: Nếu không là pháp khí đích thực, làm sao ông đạt bồ đề vô thượng? Bồ Tát Vô Ngôn đáp: Bồ đề vô thượng không phải là vật. Thiện nam, nếu ngoài pháp Phật có bồ đề thì có khí. Tất cả pháp Phật chính là bồ đề, bồ đề là pháp Phật. Thiện nam, vì thế tôi đoạn phiền não, không thấy pháp Phật là không thấy bồ đề. Phiền não bồ đề và pháp Phật không sai khác. Nếu thấy bồ đề trong phiền não là thấy đúng. Nếu thấy bồ đề ngoài phiền não là thấy sai. Bồ Tát Liên Hoa nói: Thiện nam, thế nào lại thấy sai? Thấy ngã, thọ mạng, si phu, mạng, tham, sân, si,
tất cả các pháp chính là Bồ Đề, đó là thấy đúng. Nghĩa là tìm Bồ Đề ngay trong bốn đại và vật do bốn đại tạo nên. Thế nào là tìm? Lúc tìm không thấy các vật, không thấy tức là không nơi chốn, không trụ. Đó là tánh của tất cả pháp. Không tánh của các pháp chính là tướng thật. Tướng thật không phải thường, không phải đoạn, là rút réo. Thế như vậy thì không trôi dạt, không tán loạn, không sinh diệt, là Niết Bàn, thật biết tất cả pháp. Đó là đạt Niết Bàn, là tánh cố ở trong Niết Bàn. Vì thế trong kinh Phật nói, chưa điều phục mình, nhưng điều phục người. Chưa giải thoát, nhưng giải thoát người. Chưa tịch tịnh, nhưng tịch tịnh người. Chưa Niết Bàn, nhưng giúp người đạt Niết Bàn. Không thể có các việc đó. Phải tự điều phục, rồi mới điều phục người. Tự giải thoát, rồi mới giải thoát người. Tự tịch tỉnh, mới giúp người tịch tỉnh. Đạt Niết Bàn, mới giúp người đạt. Thiện Nam, Đại Bồ Tát Tu Đại Bồ Đề hiểu đối hạnh của chúng sinh, không phân biệt tướng pháp và tà pháp và pháp giới. Tu tất cả pháp lành, không thấy chúng ma, tuy cầu pháp Phật nhưng không thấy người cầu. Điều phục chúng sinh, không thấy mình người. Làm mọi việc nhưng không nhiễm phiền não. Tùy thuận thế gian nhưng không đắm. Gánh năm ấm nhưng không thấy nơi dừng, xa lìa các cõi nhưng không động pháp giới. Tu giải thoát không bỏ pháp lành, thấy rõ ba cõi nhưng không lẫn lộn phiền não. Bố thí nhưng không kiêu mạn. Kể cả tu Bát Nhã cũng vậy, làm mọi việc nhưng thật không làm việc gì. Tu tập như thế là tu đạo Bồ Đề, không phân biệt đạo Bồ Đề và hạnh Bồ Đề. Hành đạo Bồ Đề không thấy ngã trong các pháp, không tham sân, thân oán, không chướng ngại, vô di. Hạnh vô di là Đại Bồ Tát chân thật. Bồ Tát Liên Hoa thưa Thiện Nam, thế nào là Bồ Tát? Thiện Nam, giác ngộ chúng sinh chưa giác ngộ là Bồ Tát. Thức tỉnh chúng sinh mê ngu vô minh, giảng giảng tùy thuận pháp Bồ Đề, giúp chúng sinh thức tịch tỉnh, tăng trưởng pháp Phật, dựng cờ chánh pháp, bảo hộ thánh chúng, không thoái tâm Bồ Đề, không trụ tâm thành văn bích chi Phật, tâm luôn chí thành, phát nguyện độ người chưa được độ, giải thoát kẻ chưa được giải thoát. Làm chỗ nương tựa cho kẻ không nơi nương tựa, diệt trừ những gì chưa diệt, điều phục phiền não, không bỏ phiền não, quán lội sinh tử nhưng vẫn vào các cõi. Tu tham muội không, không bỏ chúng sinh. Tu vô tướng không bỏ Bồ Đề. Tu do nguyện nhưng nguyện vào các cõi. Thích pháp Phật nhưng không tham. Biết pháp hữu vi nhiều tội lỗi nhưng không bỏ hữu vi. Tuy xua tan bóng tối nhưng không chấp ánh sáng. Mặc giáp trí tuệ, thích bố thí, trang nghiêm pháp thí. Làm thanh tịnh cõi Phật, đầy đủ giới, đầy đủ tịnh giới. Thề nguyện nhỏ nhục điều phục chúng sinh ương bướng. Siêng tu tập, cầu thân không hoại. Bỏ cõi dục nhưng thọ thân các cõi. Thọ sinh tử nhưng không hối hận. Biết phương tiện từ điều phục, cầu Bồ Đề, tu tập tâm từ vì chúng sinh. Tu tập tâm bi để diệt khổ. Tu tâm hỷ để điều phục kẻ yêu ngạnh. Tu tâm xả với những gì chưa xả hết. Thông đạt tọa biết nghĩa sâu xa. Không chấp cảnh giới thanh văn chuyên giác. Nương tựa nơi nghĩa pháp trí kinh không theo thế gian. Làm chỗ tựa cho chúng sinh, trang nghiêm thân khẩu về chúng sinh, trang nghiêm tâm đúng pháp, trang bị thần thông về chúng sinh, tạo lợi ích cho mọi loài như đất, thanh tịnh tất cả như nước, thiêu đốt phiền não như lửa, không chướng ngại pháp như gió, bình đẳng với các pháp tựa hư không, thành tựu Đà La Ni, nhớ tất cả, nhào thuyết vô ngại khiến chúng thích nghe, chuyên tâm niệm Phật, để thanh lọc tâm, bố thí tất cả. Sống thanh tịnh, đủ oai nghi, tu tam muội vô tránh. Thích nhàn tịnh, điều phục chúng sinh, không nói chuyện thế gian, chê trách. Dạy khuyên người thích thế gian, đủ bảy báu, tâm du thuận, thích ban cho, kiên định không thoái chuyển. Đủ bà, con, gần bạn lành, biết ơn đền ơn. Quán nghiệp, quá khứ, tùy thuận chúng sinh, trừ tâm nghi, biết sinh tử tội lỗi, chuyên tâm làm việc. Hiểu tất cả ngôn ngữ, tu tập đại thừa, không nghi ba thừa. Chúng sinh thích gần, đáp mọi thắc mắc, đạt trí vô ngại, chư Phật bảo hộ, thận trọng trong nói năng, không nói nhiều.
thanh tịnh mát mẻ như trăng mùa thu, nuôi lớn pháp lành như trăng đầu tháng. Chỉ một vị cam lồ như sự trong sáng của trăng, quán tất cả pháp như trăng dưới nước, thanh tịnh không nhơ như trăng sáng, dễ gần gũi, đầy đủ các căn, là con lối của các pháp, độ chúng sinh qua khỏi dòng tác, làm mọi việc Phật vì chúng sinh, tâm không lay động, đó là Bồ Tát. Lúc này Bồ Tát Liên Hoa thưa Phật Thế Tôn, Bồ Tát Vô Ngôn giảng như vậy, không bao lâu sẽ đạt Bồ Đề Vô Thượng, chuyện bánh xe pháp lớn. Người nào tin lời Bồ Tát Vô Ngôn sẽ đạt công đức như vậy. Phật nói hay thay thị nam. Như lời ông nói, Bồ Tát Vô Ngôn đạt tám muội tuệ đăng. Vì thế dù trải qua số kiếp để nói, một nghĩa cũng không thể hết. Bồ Tát Liên Hoa thưa Thế Tôn, xin thương xót con để tăng trưởng pháp lành cho chúng sinh, đã trang nghiêm kinh Đại Tập, Như Lai phân tích giảng dạy tám muội tuệ đăng. Bồ Tát đủ trí nghe được sẽ đạt tám muội đó, sớm thanh tịnh Bồ Đề Vô Thượng. Phật nói, thì nam hãy lắng tâm, ta sẽ giải thích một phần nhỏ. Tuệ đăng chính là đèn trí tuệ trừ hôn ám, diệt nghi các pháp không hai tướng. Thì nam trí hiểu rõ không nghi, không mất, không lôi kéo, không tùy theo, không tâm tối. Thánh, lanh lợi, nhanh nhẹn, phân biệt rộng lớn, thuần nhất, chủng chủng, quá khứ, vị lai, hiện tại, ba đời bình đẳng, ba cõi, ba giải thoát, ba tuệ, tam bảo, ba thừa, ba mắt, ba cấu, ba trạch, ba tụ, tâm, ý thức, ấm, giới nhập, nhân duyên hòa hợp, thay đốt ráo, như pháp giới, tự tướng, đệ nhất nghĩa, phương tiện, tất cả, ngôn ngữ, tất cả văn tự, không ngại, không hoại, thuyết giảng, biết căn thường trung hạ, không tạo tác, không thọ nhận, tất cả chú thuật, chữa lành tất cả, biết mọi diệt đời, trang nghiêm đà lan đi. Tam muội nhật nguyệt, nhập vô, nhập tam muội. Tam muội thánh, tam muội kim cang, tam muội vô tránh, tam muội tâm bình đẳng, tam muội diệt ma, tam muội nhật quang, tam muội vô tưởng, tam muội bậc cờ báu, tam muội hết thảy pháp môn, tam muội nhất thiết pháp, tam muội vô biên quan, tam muội phước đức, tam muội vô trụ, tam muội nhạo kiến, tam muội thiện kiến, tam muội vô tận khí, rút ráo, tất cả không động. Tam muội na la diên, thấy tất cả có sáu vạn trí tam muội như thế. Ngày xưa ở chỗ Phật Diên Đăng, ta đạt các tam muội đó. Các tam muội đều thuộc về tam muội tuệ đăng. Thì nam, như mặt trời mọc có thể làm bốn nhiệt. Chiếu ánh sáng lớn, xua hết tầm tối, hiện các hình sắc giúp chúng sinh làm mọi việc. Đại Bồ Tát an trụ nơi tam muội này, làm được bốn nhiệt, xua tan màn đêm phiền não. Phóng ánh sáng trí tuệ hiện vô số hành của chúng sinh, dễ dày đà phi đạo cho chúng sinh. Thì nam như đặt viên ngọc ánh sáng nơi trên nơi cao, ánh sáng viên ngọc chiếu đến bốn do viên, ban mọi vật cần dùng cho chúng sinh, không thể tướng của viên ngọc không thêm bớt. Tam muội tuệ đăng cũng vậy, an trụ nơi tam muội này, đạt Bồ Tát, đoạn hết tập khí phiền não, thanh tịnh giới định tuệ thân tâm, phương tiện đà la ni, tu tập đại bi, phóng ánh sáng lớn chiếu vô lượng cõi Phật, tùy thuận chúng sinh nên làm mọi việc. Tuy là mọi việc nhưng tánh tướng của Bồ Tát không thèm bớt. Thì nam với như hư không dung chứa cõi Phật, không chướng ngại, không trở ngại nước lửa gió và vô số chúng sinh. Thì nam tam muội tuệ đăng cũng vậy, an trụ nơi tam muội này, Bồ Tát giảng nói giảng pháp cho chúng sinh, không chướng ngại từ lực định, phương tiện giáo hóa tất cả, điều phục và giúp chúng giải thoát, giúp kẻ tà định trừ bỏ sai lầm, khiến người chưa trồng căn lành sớm trồng. Kẻ không tà, kẻ không là pháp khí thành pháp khí, giảng pháp Bồ Đề Vô Thượng cho những bậc pháp khí, giảng dạy cho người cầu thanh văn, giúp chúng đạt bốn quả sa môn. Phương tiện chỉ dạy cho người cầu duyên giác đạt quả bất chi Phật, phương tiện thuyết giảng khiến phát tâm Bồ Đề Vô Thượng, trụ địa bất thoái, tỏ thông 84.000 pháp môn. Vì trừ tâm nghi của chúng sinh nên phân biệt giảng giảng, chỉ một việc mà có thể giảng trong vô số kiếp, vẫn không hết. Thiền nam với một ngọn đèn chiếu sáng chiếu soi các hình sắc, tam muội tuệ đăng cũng thế. Hiện vô số hình sắc trong vô lượng cõi Phật từ một tâm, nhưng tam muội ấy không khuynh động. Vì thế, trong bốn niệm xứ, pháp niệm xứ là đỉnh. Trong bốn chánh cần phát sinh, pháp lành chưa sinh là hơn hết. Trong bốn như ý, tịch tỉnh, thân tâm là tối thượng. Trong năm căn năm lực, về căn tự lực là vô thượng. Trong bảy giác phần, trạch pháp là thủ lĩnh. Trong tám chánh đạo, chánh kiến là trên hết.
Trong tất cả ngoại đạo hiện có Samatha và Vipassana là cao tột, trong bốn đế, diệt đế là cái nhất. Trong bốn y, y nơi nghĩa là hơn hết. Trong bốn trí giới ngại, nghĩa giới ngại là đỉnh. Trong sáu thần thông, lầu tận là đứng đầu. Trong bốn tâm vô lượng, tâm bi là nhất. Trong việc tu phạm hạnh, trí tuệ là tối thượng. Trong các ba la mật, bát nhã là nhất. Trong các phương tiện, biết tâm chúng sinh là hơn hết. Trong các lực xứ, phi xứ, lực là số một. Trong bốn pháp vô ý, pháp một là nhất. Trong pháp bất cộng, vô ngại là nhất. Trong 32 tướng, vô kiến ảnh tướng là nhất. Trong 80 tướng tốt, thuyết pháp bất không là số một. Trong việc trang nghiêm, khẩu nghiệp, hiểu tất cả ngôn ngữ là số một. Trang nghiêm tâm, trừ kiến mạng là nhất. Trong các pháp, trí tuệ là hơn hết. Đó là 80 tuệ đăng. Lúc nêu giảng pháp này, Bồ Tát Liên Hoa và một vạn Bồ Tát đã 80 tuệ đăng. Tam thiên đại thiên cõi nước đều chấn động sáu cách. Đại chúng đại hoa trở nhạc cúng Phật, tôn trọng ca ngợi. Các Bồ Tát trong chúng đều thừa. Thế Tôn, từ xưa đến nay chúng con chưa từng nghe tên Tam Muội này. Huống gì là được nghe giảng kỹ. Chúng con nay đều đạt Tam Muội nên thiết lễ cúng dường. Ai nghe tên Tam Muội này sẽ được lợi lớn. Không mất tâm Bồ Đề vô thượng. Phật nói, lành thay, thì nam, như lời các ông nói, chúng sinh nào trong cảnh lành nơi vô số Phật, gần gũi bạn lành mới được nghe Tam Muội này. Lúc Phật giảng giải pháp ấy, từ trong trốn xuất hiện một Bồ Tát thân sắc rực rỡ, độ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, phóng ánh sáng lớn. Ngoài ánh sáng của Phật ra không gì sánh bằng, Bồ Tát ấy lạy Phật đi quanh bên phải bảy vòng, quỳ gối chắp tay thưa. Thế Tôn, Đức Như Lai Tuệ Kiều, xin hỏi thăm sức khỏe Thế Tôn và đại chúng. Hiện có 6 vạn ức Bồ Tát ở cõi con, muốn đến đây để nghe kinh Đại Tập, để gặp Bồ Tát Vô Ngôn và các Bồ Tát đến từ mười phương, để nghe Tam Muội Tuệ Đăng. Hy hữu Thầy, hy hữu Thầy. Đức Thế Ca Mâu Ni xin chỉ dạy tất, để tất cả đều đạt Tam Muội này, mà trở về cõi mình. Khi ấy Tôn giả sẽ lời Phật thưa. Thế Tôn, Đức Phật Tuệ Kiều ở đâu? Cõi đó tên gì? Cách đây bao nhiêu xa? Bồ Tát ấy tên gì? Sáu phần ức Bồ Tát kia ở đâu? Phật nói, sao lại vất cõi Phật Tuệ Kiều cách đây một hằng hà xa cùng với hằng hà xa cõi nước về phía đông? Cõi đó tên Kim Cang Kiên Căng. Xá lợi Phật, vì sao cõi ấy có tên là Kim Cang Kiên Căng? Xá lợi Phật, cõi ấy mặt đất bằng kim cang. Đó là nhờ sức nguyện của Đức Tuệ Kiều. Thân Phật Bồ Tát chúng sinh đều là kim cang. Bồ Tát ấy tên là Kim Cang Tề. Chỉ trong niệm Bồ Tát này có thể phá vỡ tất cả núi kim cang đến số lượng cõi Phật xuất hiện từ rốn Phật. Nhờ thần lực Phật và nguyện lực của mình nên Bồ Tát có tên là Kim Cang Tề. Xá lợi Phật, về nơi ở của các Bồ Tát, ông nên hỏi Bồ Tát Kim Cang Tề sẽ rõ. Xá lợi Phật liền hỏi Bồ Tát Kim Cang Tề, thiện nam, sáu phần ức Bồ Tát đó ở cõi nào? Bồ Tát Kim Cang Tề nói, Như Lai dạy ông là bậc trí tuệ đệ nhất, hãy dùng thánh trí để quán cõi nước của sáu vạn Bồ Tát. Tôn giả Xá lợi Phật liền dùng thánh trí để quán nhưng không thấy, nên nói với Bồ Tát Kim Cang Tề là đã dùng thánh trí nhưng vẫn không thấy được. Đại đức, bạn cùng học của ông là Anilaudà là bậc thiên nhãn đệ nhất, ông hãy nhờ vị ấy quán sát. Lúc đó Tôn giả Anilaudà cô dùng thiên nhãn quán sát khắp tam thiên đại thiên cõi nước vẫn không thấy, nên nói với Tôn giả Xá lợi Phất, tôi không thấy được. Bồ Tát Kim Cang Tề nói, đại đức, bạn của ông không thấy được, không thể gọi là thiên nhãn nên gọi là nhục nhãn. Xá lợi Phất thưa, theo ông thế nào là thiên nhãn? Đại đức, thiên nhãn của tôi là nhìn thấy những gì thanh văn các ông không thể thấy. Xá lợi Phất thưa, thiện nam, sắc pháp nào chúng tôi không thể thấy mà ông lại thấy? Đại đức, ông có nhìn thấy cõi Kim Cang, Kiên Cang, Đức Tuệ Kiều và các Bồ Tát không? Không, thưa Tôn giả, tôi chỉ nghe tên chứ không nhìn thấy. Đại đức, tôi có thể thấy rõ cõi nước, Phật Bồ Tát chúng sinh ở đó. Đó là thiên nhãn thanh tịnh của Bồ Tát. Thiên nhãn đó, các thanh văn bất diệt Phật không thể có. Lúc nào giảng lời này,
sáu vạn chúng sinh cầu thanh văn đều bỏ ý cũ, phát tâm bồ đề vô thượng, đều thưa nguyện cho chúng tôi đạt mắt Phật, không dùng mắt trở ngại của thanh văn và bích chi Phật. Lúc đó Bồ Tát Kim Cang Tề nhập định giới thần lực Phật và nguyện lực của mình. Bồ Tát giúp cho đại chúng thấy được sáu vạn ức Bồ Tát ngồi trên đài sen trong thân Phật. Các Bồ Tát ấy đang chuyên tâm nghe pháp. Tuy nhiên, thân của Như Lai không lấy làm khó chịu, không thêm bớt, không chướng ngại. Thế vậy, đại chúng đều cung kính, cúng dường, vui mừng khen, ngợi khen là việc không thể nghĩ bàn, cùng thưa. Thân trí tam muội của Như Lai đều không thể nghĩ bàn. Vì sao? Sáu vạn ức Bồ Tát ở trong thân Phật mà không bị chướng ngại. Nghe thế, Bồ Tát Kim Cang Tề nói: đại chúng các vị không biết thân Như Lai tựa hư không là thân vô biên, không chướng ngại, rộng lớn, pháp, không hình tướng, không thể lường sao. Các thị nam, dù Như Lai đặt cả đất nước xóm làng núi rừng, cây cỏ vào trong thân mà không hề bị chướng ngại. Vì thế Như Lai là không thể nghĩ bàn. Thị nam, vô lượng Bồ Tát cho các cõi nước nơi mười phương đến nghe kinh đại tập này, thành tựu sắc thân tươi đẹp với 28 tướng đại nhân. Như Lai cũng đặt tất cả vào trong thân. Vì sao? Vì chúng sinh phạm thiên đã thích ở đây. Nếu thấy vậy đều sinh hổ thẹn, vì thế không thể thấy. Lúc đó bởi sức công đức của Phật và oai lực của Bồ Tát Kim Cang Tề là chúng đều thấy sáu vạn ức Bồ Tát từ một lỗ chân lông Phật xuất hiện. Lạy Phật đi quanh bên phải bảy vòng, ngồi qua một bên. Bồ Tát Kim Cang Tề bạch Phật: Thế Tôn, vì sao Bồ Tát có tên là Vô Ngôn? Đức Phật nói: Thì nam, ông nên hỏi thẳng Bồ Tát Vô Ngôn, Bồ Tát sẽ đáp. Bồ Tát Kim Cang Tề liền hỏi Bồ Tát Vô Ngôn. Bồ Tát Vô Ngôn im lặng. Bồ Tát hỏi 2-3 lần vẫn không trả lời. Bồ Tát Kim Cang Tề hỏi: Vì sao ông không đáp lời? Bồ Tát đáp: Tôi không tìm thấy ngôn ngữ. Vì sao không tìm được? Thì nam, tôi sẽ nói lời Phật, lời thế gian. Thế nào là đáp lời Phật? Thì nam, với niệm lực, tôi thọ trì tất cả lời Phật không quên sót, xong tôi không thấy có âm thanh văn tự. Vì lưu truyền nên thuyết giảng, và vì nhằm dứt trừ chấp nơi văn tự của nghĩa cho chúng sinh. Thế nào là đáp lời thế gian? Hiểu tất cả ngôn ngữ của chúng sinh, tùy ngôn ngữ, giảng pháp. Thì nam, ông tùy thuận thuyết giảng đã lâu chưa? Thì nam, từ khi tôi trừ giác quán đã làm như vậy. Thì nam, vì sao như thế? Thì nam, nếu không có giác quán thì âm thanh không xuất hiện, cho nhân duyên ấy nên nói như thế. Thì nam, âm thanh có từ thân hay từ tâm? Thì nam, âm thanh không có ở thân. Vì sao? Vì thân như cây cỏ, tâm là huyền hóa. Do nhân duyên nên có âm thanh, do duyên sinh là vô thường, vô thường là không định, không thường không định là không. Âm thanh từ hư không, không thể nhìn thấy, không thể giảng nói, tất cả các pháp cũng không thể thấy. Âm thanh không sinh, các pháp cũng không sinh. Không sinh là không đến đây. Không đến đây là 12 nhân duyên sâu xa, không tạo tác, không lệ thuộc, không khởi, không câu chữ. Không câu chữ là không sinh. Không có nhãn, sắc, thức, pháp, thức. Không có khổ, sinh già, bệnh chết, không có trời, trăng, ánh sáng, oán thân. Trừ tất cả, không thể thấy, không gần, xa. Thì nam, đó là rốt ráo không sinh. Thì nam, thế nào là rốt ráo không sinh? Không gần, không xa là rốt ráo không sinh. Thế nào là không gần, xa? Thì nam, chính như hư không. Thế các pháp như hư không là bình đẳng. Vì sao các pháp tự hư không? Thì nam, pháp quá khứ không kết cục. Pháp vị lai hiện tại cũng thế. Ba đời không kết cục là thật tướng, là không hai, mắt, sắc, tai, tiếng, mùi hương, lưỡi vị, thân xúc. Tâm pháp là hai. Có hai thì có thể nói. Không hai thì không thể nói. Không thể nói là không tâm ý thức. Vì thế không thể nói. Cái gì có thể nói đều là hai, không thể nói là không hai. Thì nam, cái gì là hai? Thì nam, không hai thì không thể tạo nên hai.
hai không thể làm thành không hai, cứng không thể làm thành mềm, mềm không thể biến thành cứng. Hai pháp sống chết không thể là không hai, pháp niết bàn không thể là hai, tánh chánh kiến không thể biến thành tà kiến, tà kiến không thể làm nên chánh kiến. Bồ Tát Kim Cang Tề thưa Phật Thế Tôn, qua những lời Bồ Tát Vô Ngôn nói, dường như Bồ Tát đã đạt tam muội tuệ đăng. Đức Phật bảo: hay thay thiện nam, ông cho Bồ Tát Vô Ngôn cho đạt tam muội tuệ đăng sao? Lúc đó các Bồ Tát đến từ cõi Phật Tuệ Kiều, từ Bồ Tát Vô Ngôn: thiện nam, ông an trụ nơi địa nào để có thể đáp những lời đó? Bồ Tát Vô Ngôn đáp: thiện nam, như lời Phật dạy, Bồ Tát trụ nơi địa giới nên có thể đáp như thế. Thiện nam, hay hữu thay, xin giải rõ địa giới. Thiện nam, không trụ nơi tâm, nơi thân, tâm ý, trong ngoài, cả trong ngoài là trụ giới. Thiện nam, không tướng, mạng, tạo tác, thực hành là trụ giới. Bồ Tát trụ giới đó là không trụ, không trụ là không nghĩ, mình sẽ chịu nói. Thiện nam, như lời ông hỏi, ta trụ nơi tánh pháp, thật tướng, pháp giới là có thể đáp như thế. Biết thật về pháp thì không giác quán, không giác quán làm sao nói? Các Bồ Tát thưa: thiện nam, như thế là gì? Thiện nam, nói như thế là nói hai pháp, diệt tận không xuất, quá khứ vị lai hiện tại, không dừng nên không thể nói. Thiện nam, pháp quá khứ không có tướng, vị lai hiện tại cũng vậy, người nào thấy tướng ba đời lại điên đảo. Vì vậy nghĩa của các pháp là không thể nói. Nghĩa của pháp không thể nói bằng thân, khẩu, ý. Vì sao? Vì không tạo tác, không nghiệp, không hình sắc, không nghiệp khẩu, không giác quán, như tiếng vang, tợ hóa Phật. Thiện nam, lời của Phật Bồ Tát đều ngược lời thế gian. Vì thế Phật Bồ Tát đều không thể nghĩ bàn. Trí tuệ của Phật Bồ Tát là không thể nghĩ bàn. Không cùng tận là pháp giới không động. Khi ấy, các Bồ Tát cùng khen Bồ Tát Vô Ngôn: hay thay, ông khéo phân biệt các pháp, giúp chúng tỏ tôi tỏ ngộ và được và thấy được vô lượng đại Bồ Tát. Bồ Tát Kim Cang Tề thưa Bồ Tát Vô Ngôn: thiện nam, tôi cùng ông hãy ra cõi Kim Cang Kiên Cang để gặp và cúng dường Đức Phật Tuệ Kiều. Bồ Tát Vô Ngôn nói: thiện nam, cõi Kim Cang Kiên Cang chính là cõi Ta Bà này. Đức Tuệ Kiều chính là Đức Thích Ca Mâu Ni, tôi cần gì phải về cõi ấy? Bồ Tát Kim Cang Tề nói: thiện nam, cõi này mặt đất không bằng kim cang, làm sao nói là cõi kia được? Bồ Tát Vô Ngôn thưa: thiện nam, thần thông của ông có thể phá trừ vô số vật, có thể xuyên qua núi kim cang. Nên ông thể phá vỡ hạt bụi ở đây xem, nếu phá được ông mới được gọi là kim cang. Lúc này Bồ Tát Vô Ngôn liền nhập định kim cang, biết tất cả núi rừng, cây cỏ, bụi bặm ở đây thành kim cang. Bồ Tát Kim Cang Tề dùng hết sức thần của mình vẫn không phá vỡ được một hạt bụi. Bồ Tát liền thưa Phật: Thế Tôn, thần lực của con có thể phá vỡ tất cả cõi kim cang và núi rừng. Vì sao không phá vỡ được một hạt bụi ở đây? Một hạt bụi ở đây là sức thần thông của Như Lai, là sức công đức của Bồ Tát Vô Ngôn sao? Phật nói: thì nam, do sức tam bụi kim cang ấy, Bồ Tát Vô Ngôn đã nhập làm cho tam thiên đại thiên quả nước đều biến thành kim cang. Bồ Tát Vô Ngôn có thể biến vô lượng cõi nước thành kim cang. Bồ Tát Kim Cang Tề thưa: Thế Tôn, đại Bồ Tát đã pháp gì để thành tựu tam muội kim cang? Phật nói: thì nam, Bồ Tát thành tựu bốn pháp sẽ đạt được tam muội này. Bốn pháp đó là chuyên tâm niệm Bồ Đề, hành trì trọn vẹn các pháp lành, trang nghiêm pháp lành và hồi hướng Bồ Đề, quán 12 nhân duyên, là có bốn thành tựu thần tâm, thứ ba giải thoát, giữ giới tinh tấn, quán pháp giới, biết các pháp không có cội gốc, không giác quán, không thể nói, biết nghĩa, biết thời, thật biết các pháp đều bình đẳng. Lại có bốn từ tâm, đại từ, cầu đại trí tuệ, khéo cầu học 37 phẩm trò đạo, quán chúng sinh bình đẳng bằng tâm đại bi, quán bốn chân đế bằng tâm xã, là có bốn thân, khẩu, ý và tâm bồ đề đều là kim cang không thể hoại. Thiện nam,
Đại Bồ Tát đầy đủ các pháp đó sẽ đặt tam muội kim cang. Lúc nào giảng lời này, có 6 vạn ức Bồ Tát đều đặt tam muội kim cang. Khi đó Vô Ngôn thưa cha là tướng quân sư tử: Tôn giả, Phật xuất hiện trong đời là đầy đủ vô lượng công đức. Công đức lớn là Như Lai. Phật ra đời, vô số chúng sinh được lợi ích lớn là Niết Bàn. Niết Bàn không thay đổi. Có sao tôn giả không phát tâm Bồ Đề vô thượng? Người cha đáp: Khi ta mới sinh đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc ấy cũng có chư thiên đến nói với tôi như vậy. Việc này chỉ Phật chứng biết. Bây giờ 500 thân quyến của tướng quân sư tử đều phát tâm Bồ Đề vô thượng. Bồ Tát Vô Ngôn khen ngợi thân quyến: lành thay các ông đại khiếu trang nghiêm bồ tâm Bồ Đề. Thân quyến thưa: Thế nào là trang nghiêm tâm Bồ Đề? Vô Ngôn đáp: Có 40 việc trang nghiêm tâm Bồ Đề: tinh Phật, không nghi ngờ, không dao động trước pháp giới, cúng dường thánh chúng, gần gũi bạn lành, xem Bồ Tát là thầy thuốc giỏi, bình đẳng với chúng sinh, cúng dường cha mẹ, thầy bậc hữu đức, dạy nghe theo lời dạy, hộ pháp cầu pháp, chuyên tâm nghe pháp, giảng dạy cho người, cúng dường tôn kính người hộ pháp, thuyết pháp không bị lợi dưỡng, trừ kiêu mạn, biết ơn đền ân, khéo tư duy, an trụ đúng pháp, cho những vật khó cho, chí tâm giữ giới, siêng năng tu tập pháp lành, thành tựu trọn vẹn công đức trang nghiêm, không ganh ghét, bảo hộ chúng sinh, ngăn chặn phiền não, điều phục tâm mình người, giúp chúng sinh trừ phiền não, biết đủ ưa nhàn tịnh, tu phạm hạnh thanh tịnh, không đoạn giống thánh, không nhiễm pháp tế gian, cung kính cúng dường người thuyết pháp, tùy thuận học hỏi, không lười biếng, không buông lung, không cầu thừa khác, vững định nơi tâm Bồ Đề, không chán ghét sinh tử, trừ pháp ác, trang nghiêm phạm hạnh, trọn vẹn pháp lành. Tương quân sư tử thưa: Bồ Tát thường hiện thân giúp chúng tôi không thoái tâm Bồ Đề. Bồ Tát Vô Ngôn thưa: Tôn giả, trọn vẹn 10 pháp sẽ luôn được gần Phật Bồ Tát. 10 pháp là cho chúng sinh nhờ an lạc của mình tu tập nhẫn nhục, bảo vệ kẻ yếu đuối, khuyên chúng sinh làm lành, giáo hóa tất cả hướng lên Bồ Đề. Nguyện chúng sinh đạt Bồ Đề vô thượng trước, tự mình đến cúng dường, nghe pháp, thọ trì, bảo vệ, sau đó mới thành chánh giác, không tiếc thân mạng. Vì hộ pháp nên không kinh sợ khi nghe pháp giới sâu rộng. Quán không có Bồ Đề, không người chứng đạt. Quán mình và chúng sinh đều bình đẳng, pháp cũng bình đẳng, hư không cũng bình đẳng. Quán khổ sinh tử nhưng không xa lánh, thấy tội lỗi của chúng sinh tâm không hối hận. Lúc giảng nói pháp này, tướng quân sư tử và quyến thuộc đều đạt nhẫn nhu thuận. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo tôn giả A Nan: A Nan, ông nên thọ trì đọc tụng biên chép kinh này. Vì sao? Vì trong kinh này nếu bày tất cả pháp tướng, khiến cho vô lượng vô biên chúng sinh phát tâm Bồ Đề vô thượng. A Nan, người trồng căn lành nơi vô số Phật mới có thể tinh thọ kinh này, đọc tụng biên giác, phân biệt giảng thuyết, thọ trì kinh có 3 việc: định phát tâm vô thượng, đạt tâm không thoái chuyển, bảo hộ chánh pháp. Nghe vậy, bảy nên do tha Bồ Tát rời chỗ ngồi bạch Phật: Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con có thể thọ trì đọc tụng biên giác kinh này. Bồ Tát Vô Ngôn thưa: Thế Tôn, Như Lai đạt pháp gì để giúp chúng sinh thọ trì bảo hộ? Thì Nam, bảo vệ người trì pháp là bảo hộ, biên giáp thọ trì độc tụng giảng thuyết văn tự. Văn tự có thể nêu bày, còn pháp thì không thể nói. Thì Nam, có 2 hạng người: hộ pháp, an trụ đúng pháp, trì tụng văn tự ấy. Nếu không có văn tự thì không thể thuyết pháp. Nghe vậy tất cả đại chúng, tất cả tử thân tộc đều vui mừng, tân thọ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Quảng Đại Tập quyển 12.